Hi, xin chào tất cả các bạn và mọi người đã đến với kênh YouTube của Thái. Các bạn thân mến, tiếp tục cái hành trình khám phá ẩm thực của thành phố Tuy Hòa hôm nay. Tôi đang có mặt tại là phường 2 thuộc đường Hàm Nghi. Thì ngay lúc lúc này thì tôi đang khám phá một cái quán bánh bèo rất là ngon. Quán này có cái tên là quán bánh bèo 12K nhé mọi người. Quán nằm trên một cái vỉa hè vô cùng nhỏ luôn, vừa đủ một cái bàn vuông như thế này thôi mọi người ạ. Thì tôi nghe nói quán này bán rất là ngon và rẻ nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá cái quán này để thưởng thức cho mình và sẵn đã tiện là tôi giới thiệu cho mọi người cái sự hấp dẫn của chiếc bánh bèo mà đã đúc tại chỗ ngay đường Hàm Nghi phường 2 này nhé mọi người. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lại gọi món cô và chị chế biến những cái chiếc bánh xèo, chiếc bánh bèo như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá thôi mọi người ạ. Đây. Tính ra thì được cả 2 bàn ngồi thôi, và tôi thấy là cô đang đổ bánh bèo này mọi người ạ. Đấy, đây là cái tủ ha. Đây đây cũng là một cái bàn nữa mọi người ạ, ở phía trong nhà nữa này. Đấy là tổng cộng là 2, 3, 5 bàn mọi người ạ. Ồ, phía trong bàn là một khá là sạch sẽ và gọn gàng đúng không mọi người. Tôi thấy cô trang trí một cái số cái bình hoa, cái bình mà mình gọi là nước rửa chén đồ ạ mọi người ạ. Cô trang trí rất là đẹp luôn ha, có thể nói gọi là đây là đồ tái chế ra những cái chiếc bình hoa vô cùng là ấn tượng à. Đây mình còn chúng ta sẽ hỏi thăm à, ôi cô đang đổ bánh bèo này mọi người ơi. Cô ơi cho con hỏi là cô đang đổ bánh bánh bèo không ạ? Rồi, đang đổ bánh bèo. Như công việc này là mình bán từ mấy giờ cô? Từ 2 giờ đến 8 giờ tối. Tức là từ 14 Giờ giờ tới chiều đến 20 giờ đêm ha. đêm. Dạ. Có hết hay không hết là mình cũng nghỉ hả cô? À, nghỉ. Dạ. Wow, nhìn hấp dẫn cho mọi người ạ. À, như mọi người thấy à, kiến là cái bánh bèo được bán ở đây. Cô cho con hỏi là quán mình bán bao nhiêu lâu rồi cô? Bán như từ bắt đầu như họ bán trước dịch thì lâu rồi, nhưng mà bắt đầu chính thức nhất là bắt đầu qua dịch là bắt đầu bán tới bây giờ. Qua dịch là bắt đầu bán tới bây giờ. À. Cô có thể giới thiệu cho khán giả và mọi người biết là quán mình là bán bao nhiêu một dĩa bánh bèo? À, một một cây như vậy Một cái cây như vậy nhé. là bỏ 12 chén bánh bèo, 10 chén bánh bèo là 12.000. Trong 12 đó chiếc. là bánh bánh như chén cá bánh bên dày là 10 10 chén, xong rồi nhưng là gồm có chà bông, có hẹ hẹ dầu, xong là bánh bánh mì chiên giòn, trái giòn lên là 10, một cây như vậy là 12.000, là 10 cây chén. có 12.000 à? 12.000 Sao nó 10 rẻ 10 chén. Tại đây bán bình dân không mà, chứ còn mình lấy toàn người nhà làm không, nên lấy công bạc bằng đồ cũng có thơ nên đồ mình bán nó lớn hơn chút. thì các bạn mọi người thấy cái tủ bánh bèo của cô rất là ấn tượng không? Khá là nhỏ luôn, rất là đơn giản. Và ở đây là mình có hai son đúc mà con. Hai son khi ít thì rai rai một lò, mà khi chiều nó đông nó đi làm gì là hai lò. Như một ngày như vậy là mình đúc bao nhiêu cái bột con? Có 5 kg bột, năm 5 kg gạo vậy. 5 kg gạo. Ừ. Dạ. Như các ngày trong tháng là mình cần nghỉ ngày nào không con? Trừ rằm đầu tháng ra là mình nghỉ. Rằm đầu tháng mình nghỉ ha, À, rằm với rằm mùng rằm một một là là mình mình nghỉ, nghỉ. còn ngày bình Nhưng thường bình là thường bán là hết. mình bán hết, không có nghỉ ngày nào hết. Như khách thường thường là khách các giờ nó đông nhất là giờ nào con? Đông nhất là lúc 4 rưỡi, 4 giờ, 4 rưỡi lại là tới 6 7 giờ tối. Là 16 Đó, giờ đến đó. 19 giờ. 19 giờ. Dạ. Ừ. Tại quán đây là buổi sáng á, là bán khác. Buổi sáng là cũng tự mình bán luôn, nhưng bán kia như có cái bán kia là bún phở bánh canh. Rồi chiều mình về bán bánh bèo nóng. Ừ. Bán kia cũng bán là Bán bán bà tại đây luôn, nhưng mà cái bán đỡ kia, tại em không thấy cái bán đó. Buổi sáng này là là buổi sáng của à, người bán bánh bán là canh, mình bán phở luôn. bánh canh ở đây. À, mình bán luôn. Cô bán luôn à? Bán luôn. À, cô bán luôn. Cô giỏi thế hả? Sáng là bán cái đó, chiều mình đi bán bánh bèo nóng. Mình nhà cũng nhà mình bán luôn chứ Cô không đây bao ai. nhiêu tuổi đó cô? Cô này 54 tuổi. 54 rồi hả?
Cô như như mình đổ như thế này là bao nhiêu nó chín, bao nhiêu giờ là chín? Như khoảng 5 phút sau là nó chín. Năm phút Nãy giờ rồi. mình vô quên dòm thử nãy Thứ năm. đấy Wow, đẹp chưa mọi người ạ? đó, Đó, giờ nó chín rồi đấy. chín rồi đấy. Rất là Rồi hấp đều dẫn ha. mình vớt ra là cứ một cây như vậy là 12 nha. À, bây giờ cô sẵn tiền cô làm cho con một khay nha. Rồi. Dạ. Cô mở đầy đủ vô vô nhé. Rồi. Dạ. Mọi người con thưởng thức sẵn tiền là con chia sẻ cái món bánh bèo rất là ngon ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho mọi người cùng thưởng thức nhé. Thấy cô đang sắp Rồi ra đó, cái một khay cây nha như bạn. vậy là 10 12 nha. Thế như vậy là 12.000. Đấy, bây giờ là công việc đầu tiên là bỏ Bỏ hệ bỏ hỉ lên ha. Hỉ này là cô bỏ với dầu ăn không? dầu ăn. Dạ. Cái hỉ này Hệ là ăn rất là thơm này ha. hệ này cô làm cho hệ chín luôn. Cô không có hệ mà trần qua nước sâu như mấy chỗ khác. Nên cái hệ này nó rất thơm mà đỡ bao nhiêu nó cũng không có đen hết. Cái điên không Không, còn bánh mì đây là không có chiên giòn. mì đây Mà là chỉ mình cắt ra bánh mì rồi mình cắt ra xong rồi là mình bỏ vô là chiên không dầu á. Còn mình tắm chút dầu bơ gì đó mình xoáy lại thôi. Chứ không có chiên dầu mỡ nhiều. cái này bằng nhựa mà nó rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Nó rất là đẹp, tôi mới nhìn vô thì tôi cứ tưởng là bằng tre nữa cơ. Ồ, cái trà bông này à, Chà có bông này ai cũng khen hết. trà bông này làm từ thịt lợn thịt Xịt heo xịt cô heo làm ra. Đây. Rồi em lại ngồi đây ngồi trong nhà cô hả quay. ngoài cũng được. Rồi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ review hết một cái khay bánh bèo này có bao nhiêu cái không? Thì tổng cộng là 2 4 6 8 10 10 cái mọi người ạ. Tức là 12.000 một khay như thế này nha mọi người. Thì ở đây là quán đã chuẩn bị cho chúng ta những cái nguyên liệu đi cùng này mọi người. Ở đây là ớt, thơm và nước mắm không. Thì bây giờ tôi sẽ pha chế một cái chén nước mắm rất là thần thánh để ăn cùng với những chiếc bánh bèo nóng hổi ở nơi này ha. Rồi tôi sẽ lấy một cái chén như thế này và bỏ một chút ớt ớt bằm ha. Đấy, chắc lẽ là ớt này rất là cay nè mọi người ạ. Wow, tôi cảm giác được là nó rất là cay. Và tiếp theo là thơm bằm ha. Thơm này là rất là ngon ha. Đấy, tôi sẽ cho nhiều nhiều một xíu ha, 3 muỗng như thế này. Rồi tiếp tục là đến mắm nè mọi người ạ. Đấy. Rồi sau khi thành quả đã pha trộn xong thì tôi sẽ chế lên cái chén bánh bèo như thế này ha. Wow, quá hấp dẫn, tuyệt vời. Rồi thì các bạn thân mến, ngay bây giờ thì tôi sẽ thưởng thức xem thử là cái chén nước mắm sau khi đã pha trộn nó hương vị như thế nào nhé. Wow, nó thật sự là cay mọi người ạ, nó cay nó nồng lên mũi luôn. Wow, nó rất là ngon. Cái nước mắm này nó ngọt ngọt, mặn mặn, cái cay cây của ớt này, nó thơm, cái mùi thơm mà mọi người, tức là trái khóm đấy, có thể nói là hương vị rất là khó tả, đậm vị mọi người, ăn rất là ngon. Rồi thì bây giờ tôi sẽ ăn một cái chiếc bánh bèo đầu tiên nhé. Đây mọi người thấy không ạ? Wow, nó thật sự là hấp dẫn đối với tôi luôn. Mời mọi người nhé. Wow, cái bánh rất là nóng mọi người. Rồi thì bây giờ tiếp tục đến chiếc bánh thứ hai nhé. Bây giờ là tôi sẽ chế mắm lên này mọi người ạ. Wow, có thể nói cái chén mắm nó rất là đậm vị mọi người, ăn rất là nó hấp dẫn vô cùng luôn. Và bây giờ tôi xin mời mọi người tiếp tục đến với cái chén bánh bèo thứ hai ha.
Đây, tôi sẽ xúc với một chút bánh mì ha. Wow. Khi mình ăn vào cái khoang miệng mọi người ạ, cái bánh mì nó giòn tan luôn. Rất là ngon. Kết hợp với cái mắm mọi người, ăn rất là đậm vị, rất là cực kỳ khó tả luôn. Tiếp tục là tôi ăn với cái một chút trà bông ha. Đấy. Wow. Trà bông rất là thơm, ngọt. Kết hợp với bánh bèo mới nóng mà mọi người ăn nó vào không miệng là tan luôn trong miệng rồi. Rồi thì bây giờ tiếp tục chén thứ ba nè mọi người ạ. Tôi bị gọi là bị ghiền rồi mọi người ạ, ghiền những chiếc bánh này rồi. Wow, nước mắm nè mọi người ạ, nó rất là ngon, thơm lắm. Thì bây giờ xin mời mọi người nhé. Đấy. Trên cả tuyệt vời mọi người. Có thể nói một buổi chiều mà chúng ta lót dạ những chiếc bánh bèo này tầm khoảng 14 giờ, cái lúc đó là cái lúc đói nhất của bao tử đó, mọi người ạ. Mà mình ăn những chiếc bánh bèo này là không còn gì bằng nó, thật sự là ngon. Ngon cực kỳ và rẻ nữa nhé. Đấy. Thì các bạn và mọi người có theo dõi kênh YouTube của Thái thì gần đây cách khoảng năm ngoái thì tôi đã review và giới thiệu với mọi người ở thành phố Tuy Hòa cũng có hai quán bánh bèo. Đó là một quán ở đường Trần Hưng Đạo và một quán ở đường Lê Trung Kiên. Thì hôm nay là cái quán thứ ba mà tôi quay là tại đường Hàm Nghi, phường 2 nhé. Quán này có thể nói là rất là nói chung là nó rất là bình dân mọi người ạ. Chỉ có 12 ca 10 chiếc bánh bèo trên một cái khay, rất ngon luôn. Đấy. Và bánh bèo ở đây vừa đổ ra ăn nóng nóng, nó thật sự là lôi cuốn vô cùng. Rồi thì bây giờ tiếp tục là cái chén bánh bèo tiếp theo. Đây mọi người ạ. Đấy, chế mắm như thế này ha. Wow. Rồi thì tiếp tục chén thứ bảy mọi người ạ. 7 chén rồi đấy mọi người ạ. Wow. Có thể nói là nó rất là ngon. Nó làm tôi thật sự là mê mẩn. Thật sự ngon mọi người ạ. Hấp dẫn vô cùng. Trên cả tuyệt vời luôn. Rồi sau một hồi no say thì cả nhà cũng thấy là trên cái khay này chỉ còn gặp 3 chén ha. Nhưng mà cái chén mắm của tôi là cũng đã hết rồi đấy mọi người ạ. Có thể nói là tôi bị ghiền bởi cái nước mắm ở nơi này. Nó rất là ngon, ngọt, thơm. Đây tiếp tục là chén thứ 8 nhé mọi người. Rồi thì các bạn thân mến, sau trong vòng khoảng 15 phút thì tôi đã cùng với cả nhà thưởng thức xong một khay bánh bèo. Có thể nói là chỉ có 12 ca mà tôi cảm nhận được là bánh bèo rất là ngon, nóng, những bánh mì nè ăn rất là giòn, trà bông thì nó rất là ngọt, thơm, nước mắm thì đậm vị, cay, nồng, ngon, ngọt. Và đặc biệt hơn nữa là quán này có một cái không viên cũng khá là hấp dẫn ha. Quán là nhỏ thôi nhưng mà lại bán rất là bình dân, chỉ có 12 ca thôi. Nếu các bạn mọi người có dịp đến với thành phố Tuy Hòa, đến với tỉnh Phú Yên thì cũng đừng nên bỏ qua một cái địa điểm như thế này nhé. Có thể nói thưởng thức cho mình là một khay bánh bèo vừa mới đổ ra nóng hổi, ăn kèm với những nguyên liệu là ớt này. Đây đây, tôi sẽ lấy cho mọi người xem. Đây, ớt xay nè mọi người ạ. Với thơm nè. Hai hương vị này hòa vào nước mắm có thể đó là còn hết sảy con bà bảy mọi người ạ. Nó rất là tuyệt vời luôn. Tôi xin nhắc lại cái địa chỉ này, đó chính là phường 2, đường Hàm Nghi. Tên quán là bánh bèo 12K nhé mọi người.
Rồi thì hy vọng chuyến khám phá ẩm thực của thành phố Tuy Hòa sẽ đem lại nhiều điều thú vị gửi đến các bạn và mọi người nhé. Hy vọng các bạn mọi người xem video hãy chia sẻ và like, đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ Thái nhé mọi người. Thì bây giờ Thái xin chào và tạm biệt các bạn mọi người. Bye.